Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với tập 3 của chuỗi series học làm gốm của Như nha. Ở buổi hôm nay, Như sẽ học tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nặng gốm. Và phương pháp này gần giống như trò chơi lúc nhỏ mà chúng ta thường chơi, đó là trò chơi nặng đất sét đó. Nhưng mà sẽ có thêm một số bước kỳ công và có một vài phương pháp kỹ thuật của làm gốm ở đây nữa. Vì rất thích uống trà nên hôm nay Như quyết định nặng một bộ ấm trà nhỏ xinh xinh cho riêng mình. Mọi người cùng xem Như làm bộ ấm trà như thế nào nhé. Như sẽ bắt đầu làm ấm trà trước. Đầu tiên mình sẽ lấy một lượng đất vừa đủ và cán mỏng ra để làm ấm. Như sẽ làm một cái ấm trà hình trái tim nên Như đang làm cái đế hình trái tim rồi đó mọi người. Tiếp đến là Như sẽ làm thân ấm. Để làm phần này thì Như sẽ làm theo phương pháp lên dây đất. Trong các kỹ thuật mà nặng gốm thì cái phương pháp lên dây đất là một trong những phương pháp rất là đơn giản cho những bạn không biết làm gốm, hoặc là các bạn có thể xem video của Như thì cũng có thể làm được luôn. Và bây giờ là Như sẽ chỉ cần xe những cọng dây dài ngắn theo ý muốn của Như, rồi Như sẽ đắp chồng lên các cái sợi dây chồng lên nhau là được, không có cần suy nghĩ quá nhiều hoặc là làm rất là nhiều cái kỹ thuật quá cầu kỳ đâu. Cái điều này rất là đơn giản luôn, và mọi người hãy xem và cùng làm với Như nha. À, quên nói cho mọi người á, là trước lúc Như làm á, là đã có một cái anh nghệ nhân hướng dẫn cho Như tất cả các chi tiết, các bước rồi. Nên bây giờ Như mới ngồi mà tự làm tất cả mọi thứ luôn đó. Và sau khi á, mà xe dây đến chiều cao như là mình mong muốn á, thì Như sẽ quét cho mặt trong và mặt ngoài mượt lại. Nếu mà chúng ta không có làm mịn bề mặt trong và ngoài á, thì sau này khi sử dụng rất là khó rửa sạch. Và cái dụng cụ mà Như làm cái bề mặt sản phẩm ở đây á, mịn hơn là Như dùng một cái miếng mút thấm nước, hoặc là một miếng nhựa, hoặc là các bạn có thể dùng tay cũng được. Nói chung là công đoạn này rất là đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng, mà để khi cái sản phẩm ra lại thì cái sản phẩm sẽ là mịn màng và bóng loáng hơn. Xong phần thân rồi, giờ thì Như sẽ lại cán đất để làm phần nắp nè. Và Như có một chia sẻ với mọi người, đó là khi mà Như học làm gốm dài hạn ở vườn á, thì ở đây ngoài những buổi học lý thuyết và thực hành cơ bản thì học viên sẽ có những cái buổi thực hành nâng cao. Sản phẩm thực hiện á, thì tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Ví dụ như là Như á, thì Như đang muốn làm một cái bộ bình trà nè, thì Như sẽ làm theo ý tưởng của Như, và Như sẽ được vườn hướng dẫn các bước thực hiện. Nên á, bạn nào mà đăng ký học á, thì cứ thoải mái đăng ký, xong rồi mình cứ chia sẻ những cái ý kiến, những cái mà sở thích của mình, thì bên vườn họ sẽ hướng dẫn cho mình cách làm rất là chi tiết luôn. Và sau khi Như đã làm xong cái phần nắp rồi á, thì giờ mình sẽ gắn thêm một cái mà tay cầm á, hình trái tim nữa cho đủ bộ luôn. Nói chung á, nhìn vậy á, mà Như rất là bánh bèo luôn đó.
và để cái quai cầm á mà được gắn tiếp giáp với cái bề mặt của nắp ấm á, thì Như sẽ tạo những vết xước, và Như sẽ gạch những cái vết xước này gạch trên cái bề mặt tiếp giáp của nắp ấm với lại quai. Sau đó là Như sẽ quét hồ lên, và hồ sẽ tràn vào, nói chung là hồ sẽ giúp cho kết dính giữa cái nắp và cái quai. Nói chung gọi là hồ vậy thôi, nhưng thật ra nó cũng chỉ là đất sét pha loãng thôi. Nói chung là nó giống như là thay vì mà đất sét đặc thì bây giờ là pha loãng. Và cái nút cầm này tuy nhỏ, cái diện tích tiếp xúc rất là ít, nên nó là Như sẽ làm kỹ, nói chung là rất là tỉ mỉ. Cái công đoạn này là phải cẩn thận, vì nếu mà không cẩn thận thì cái nắp và cái quai nó sẽ không liên kết chắc chắn, là rất là dễ bị rớt hoặc là rẫy sau này mà mọi người dùng thì nó sẽ không có chắc chắn. Cũng bằng phương pháp xe dây, mình đã làm thêm mấy cái tách trà hình trái tim nữa nè. Giờ thì mình đang dùng miếng mút thấm nước để gạt những phần đất dư thừa dính trên sản phẩm để tạo độ mịn cho bề mặt. Mình cần làm mịn bề mặt sản phẩm để khi lên men và nung sản phẩm thì sản phẩm sẽ có độ bóng mịn và màu lên men sẽ cũng đẹp hơn. Mọi người biết mình đang làm cái gì không nè? Mình đang làm cái khay để bột bình trà đó. Và lần này thì mình vẫn sử dụng kỹ thuật lên dây đất. Và đầu tiên là mình sẽ cán đất, và sau đó sẽ vẽ một hình trái tim. Sau đó là mình sẽ tiếp tục lên dây đất giống như lúc nãy mình đã làm đó. Vì đây là những điều mà mình yêu thích và mình muốn làm, nên mình đã cố gắng và học, và như mình muốn chia sẻ với các bạn. Nên đôi khi là mình những cái chia sẻ của mình nó xuất phát ngay tại thời điểm đó, chứ không có chuẩn bị trước những lời lẽ hay là những cái ngôn từ gì hết. Nên có gì mọi người có thể bình luận và thông cảm giúp cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình.
Và đây là thành quả của mình sau một buổi học nặng nè. Như cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video cùng với Như nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.